Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS. Xiaomi 13 Lite, Galaxy A54 5G và Oppo Reno 8T 5G. Ba chiếc điện thoại này hot nhất trong tầm giá loanh quanh khoảng 10 triệu chính hãng tại Việt Nam. Thật ra để mà nói ngon nhất thì không có một cái điện thoại nào là ngon nhất cả. Tại vì không có một cái điện thoại nào nó tốt hơn hoàn toàn so với những chiếc điện thoại còn lại. Mỗi chiếc điện thoại nó lại có một cái vẻ riêng, có một thứ gì để ấn tượng riêng và nó có những cái tính năng và trải nghiệm riêng khác nhau. Thì quan trọng nhất là các bạn tìm được cái sản phẩm phù hợp với bản thân mình mà thôi. Vậy thì chiếc điện thoại nào ok nhất? Bắt đầu ngay sau intro nhé. Đầu tiên thì mình cứ nói luôn là mức giá mình tham khảo tại bên Onewave và mức giá niêm yết của cả Xiaomi 13 Lite và Galaxy A54 5G thì đều cao hơn hẳn so sánh với mức giá mà hiện tại Onewave đang bán. Tại các bạn cũng biết là tại Onewave Mobile thì giá lúc nào cũng cực kỳ là thơm, cho dù là hàng chính hãng, cho dù là hàng sách tay và cho dù các bạn tham khảo rất nhiều sản phẩm đến từ Apple nữa, iPhone các thứ thì chúng ta cũng có rất nhiều sản phẩm cực kỳ hấp dẫn tại đây. Nhưng mà thôi, quay trở lại với ba chiếc điện thoại này thì tầm khoảng 10 triệu nó có cái thứ gì vui. Cái vui đầu tiên hãy nói về mặt thiết kế đi. Thì Galaxy A54 năm nay có lẽ là cái chiếc điện thoại mình thấy mặt trước xấu nhất trong cả ba chiếc điện thoại này. Nhìn sang Xiaomi, chúng ta có màn cong cong rất là sexy, rất là đẹp. Nhìn sang Oppo, chúng ta vừa có màn cong vừa có viền mỏng cực kỳ ấn tượng. Đấy. Thế nhưng mà Galaxy A54 5G thì màn phẳng, viền dày. Nhìn chán đừng hỏi luôn. Mà thậm chí cái phần viền bên dưới nó dày, nó muốn gần như gấp đôi cái phần viền của con Oppo Reno 8T 5G luôn. Nên rõ ràng đây là một cái trải nghiệm thực sự hơi chán các bạn ạ. Ok, rồi quay đến mặt lưng đằng sau thì sao? Đấy. Kính và kính. Kính bóng nhám. Thì các bạn thích cái kiểu nào nhất? Kiểu như Xiaomi và Oppo thì nó làm theo cái thiên hướng đấy là đổi màu. Nhìn có một chút gì đấy rất là hấp dẫn, nhìn có một chút gì đấy rất là lấp lánh. Binh chi linh các thứ, bling. Trong cái đó với Samsung, họ làm theo cái thiên hướng kiểu màu pastel. Nó trầm hơn một chút xíu và nó chỉ đơn giản là một màu mà thôi. Nhưng ai mà thích kiểu bóng bẩy, thích kiểu ấn tượng, thích kiểu chảnh chọe thì chắc chắn sẽ thích cái kiểu màu của hai chiếc điện thoại này. Nhưng những ai thích một kiểu gì đấy nó đơn giản, nó classic, nó đơn giản ngay từ cái hệ thống ống kính camera thì chắc chắn mọi người sẽ thích cái kiểu thiết kế trường tồn của con Samsung Galaxy A54 5G. Đấy, vậy thì các bạn chọn cái kiểu nào? Comment nha. Ok, quay sang đến màn hình thì cả ba chiếc điện thoại này đều cho chất lượng thật sự rất là tốt. Nếu không muốn nói là nó có những cái thông số khá là tương đương nhau. Về kích thước màn hình cũng không chênh lệch nhau nhiều. Về độ phân giải cũng đều là Full HD Plus, rồi tần số quét cũng là 120Hz. Nói chung với những cái trải nghiệm của những chiếc điện thoại Android bây giờ thì nó cũng bắt đầu nó sàn sàn nhau rồi. Cái sự khác biệt ở đây nó là cái độ sáng. Thì Galaxy A54 5G cho độ sáng cao nhất và giúp các bạn có thể sử dụng ngoài trời, nói chung là cũng thoải mái nhất. Tuy nhiên thì rõ ràng nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều đâu các bạn. Nó chỉ sáng hơn có một chút mà thôi. Bù lại, một cái thứ khác quan trọng hơn đó là cái độ trong trẻo, độ nổi khối và cái độ chuyển màu mượt mà trên màn hình ấy, thì thật sự là màn hình của Samsung chưa bao giờ làm người dùng thất vọng cả. Nên nó vẫn là một cái điểm cộng rất ấn tượng trên cả ba chiếc điện thoại này. Nhưng ấn tượng hơn thì đó là Galaxy A54 5G. Trong khi đó, Oppo Reno 8T 5G không có HDR các bạn ạ. Và rõ ràng không có HDR thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố giảm đi cái trải nghiệm khi các bạn xem phim, xem ảnh và những cái thước phim xịn sò như thế này rất nhiều. Vậy các bạn thấy sao? Có một cái nữa, khi mà chúng ta xem ở chế độ HDR như thế này thì có một cái lưu ý là máy của chúng ta sẽ tự động điều khiển tất cả những thứ liên quan đến vùng sáng, vùng tối các thứ. Và lúc này này thì độ sáng pic tối đa của con Xiaomi 13 Lite nó lại làm tốt hơn so sánh với Galaxy A54 5G. Và để nói cho dễ hiểu thì ở đây nó là gì? Khi mà chúng ta sử dụng bình thường thì độ sáng của con Galaxy A54 5G giữ ở mức trung bình cao hơn, tốt hơn so sánh với Xiaomi 13 Lite. Nhưng khi chúng ta sử dụng những cái nội dung HDR để mà trải nghiệm, để mà xem phim các thứ cho nó sướng thì giải nhạy sáng, giải màu và cái độ rộng về màu sắc hiển thị thì trên màn hình của con Xiaomi 13 Lite nó lại tốt hơn so sánh với Galaxy A54 5G. Và rõ ràng các bạn nhìn nhận ra vấn đề rồi đấy. Sử dụng bình thường, A54 5G cho màn hình tốt hơn. Nhưng xem phim, Xiaomi 13 Lite tốt hơn. Rồi còn lúc này thì rõ ràng là Oppo Reno 8T 5G thì nó đuối sức hoàn toàn so sánh với hai chiếc điện thoại còn lại các bạn ạ. Tiếp đến là cái camera. Thì camera hai chiếc điện thoại này có chung cảm biến là IMX766. Rõ ràng đây là một con cảm biến xịn sò và nó cũng đã được xuất hiện trên những chiếc điện thoại tầm trung ở thời điểm hiện tại. Nó mang lại một cái chất lượng hình ảnh rất tốt, độ nhạy sáng rồi trải nghiệm các thứ thì khỏi phải bàn.
Trong khi đó, đây là chiếc điện thoại có 108 megapixel. Và cá nhân mình đánh giá thì cái cảm biến 108 megapixel của con Oppo Reno 8T 5G nó vẫn thua so với Mi MX766, cho dù hai con kia chỉ là 50 megapixel mà thôi. Số chấm chưa bao giờ nói lên tất cả những cái vấn đề của nó. Và trong quá trình mình chụp hình một vài những cái tấm hình để thể hiện chi tiết á, thì rõ ràng là Galaxy A54 5G cho cái trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời về cái mặt đó. Các bạn cứ nhìn tấm hình chiếc lá này, các bạn sẽ thấy cái yếu tố mà mình muốn nói đến. Và tổng thể trong rất nhiều tấm hình mình chụp trong cả môi trường đủ sáng và thiếu sáng, thì các bạn cũng tự đưa ra nhận định của bản thân đi. Khi mà trải nghiệm chụp hình thì mình đánh giá camera năm nay của Xiaomi 13 Lite và Galaxy A54 5G làm rất là tốt. Trong những cái trường hợp chụp bình thường, chụp check-in, chụp đi chơi hàng ngày ấy, thì Oppo có một chút gì đấy đuối nhẹ về mặt thể hiện màu sắc cũng như là thể hiện chi tiết. Nhưng Oppo lại có một điểm cộng rất lớn về mặt chụp chân dung, khi mà màu sắc này, đặc biệt là màu da xử lý hồng hào nhìn rất là đẹp, nịnh mắt, nhìn rất là tươi tắn. Đương nhiên là đó vẫn luôn là thế mạnh của điện thoại đến từ nhà Oppo, và các bạn cũng cân đối theo nhu cầu của bản thân để mà lựa chọn xem cái nào cho nó phù hợp. Còn riêng về trong những môi trường thiếu sáng thì mình đã nói Samsung Galaxy A54 5G và Xiaomi 13 Lite tốt hơn. Còn riêng nói về hình chụp giữa Xiaomi 13 Lite với cả Galaxy A54 5G thì các bạn thấy thích cái kiểu nào hơn? Cá nhân mình thì mình thích cái sự chuyển màu và cái sự xử lý HDR nó tốt hơn trên con Galaxy A54 5G. Với Xiaomi 13 Lite nó tốt, nhưng trong nhiều trường hợp xử lý HDR của nó vẫn kém hơn. Và đặc biệt trong những môi trường thiếu sáng thì mình thấy là A54 vẫn tốt hơn các bạn ạ. Rồi, tiếp đến là khoản quay video. Thì chỉ có duy nhất Galaxy A54 5G là cho quay video với độ phân giải 4K ở cái camera selfie mà thôi. Còn lại hai bạn đến từ Trung Quốc kia thì không được. Quay video ở cái camera đằng sau thì cũng chỉ có Xiaomi 13 Lite và Galaxy A54 5G là cho quay 4K 30 frame thôi. Oppo thì không mạnh khoản quay phim, trước sau gì cũng chỉ có Full HD 30 frame thôi các bạn ạ. Vậy nên khi chọn điện thoại để mà làm vlog chẳng hạn thì cũng lưu ý nhá. Ok, rồi tiếp đến hiệu năng Exynos 1380, Snapdragon 695 5G và Snapdragon 701. Đương nhiên nói về hiệu năng thì Xiaomi 13 Lite cho trải nghiệm tốt nhất rồi, về mọi thứ luôn, hiệu năng này, gaming này, sự ổn định các thứ này, và thậm chí là cái máy này còn cực kỳ mát mẻ trong quá trình chúng ta sử dụng hàng ngày nữa. Đương nhiên Exynos 1380 thì nó cũng đã cải thiện rất nhiều so sánh với Exynos 1280 hồi năm ngoái. Gaming như kiểu Liên Quân Mobile hay PUBG thì cũng đã ổn định hơn và tốt hơn rất là nhiều. Máy cũng mát mẻ, dùng cực kỳ thoải mái hàng ngày nữa. Nhưng mà mình tin chắc nhiều người vẫn còn đang hơi đắn đo suy nghĩ một chút xíu đúng không? Thế thì các bạn phải cân đối và chấp nhận thôi. Biết sao giờ. Và để mà nói, nếu như so sánh giữa Exynos 1380 với cả Snapdragon 695 5G thì nhiều người vẫn còn thích cái hiệu năng mà con Exynos 1380 mang lại hơn, là cái sự yếu đuối của con Oppo Reno 8T 5G. Snapdragon 695 5G dùng vẫn cơ bản là ổn, không có điều gì chúng ta phải phàn nàn đến quá nhiều. Máy mát, pin trâu, nhưng mà rõ ràng về vấn đề gaming chắc chắn nó sẽ thua hai chiếc điện thoại còn lại. Cái đấy là điều mình khẳng định luôn. Rõ ràng Xiaomi 13 Lite với Snapdragon 7 Gen 1 quá mạnh so sánh với hai chiếc điện thoại còn lại. Pin thì sao? Cả ba cái máy này đều cho thời lượng pin sử dụng thực tế khá tốt trong ngày. Rõ ràng là với cái nhu cầu sử dụng bình thường thì khoảng tầm cỡ 7 tiếng on screen là chuyện rất dễ dàng đạt được ở ba cái điện thoại này. Và yếu tố về pin chắc mình không cần phải nhắc lại quá nhiều. Quan trọng là cái sạc nhanh thì 67W 67W 25W. Nói đây các bạn cũng thấy chúng ta đánh giá cao chiếc điện thoại nào hơn rồi đấy. Lúc này thì thôi, Samsung luôn luôn đứng ngoài cuộc chơi của sạc nhanh nên chắc không phải nhắc lại quá nhiều. Cái này là chê nha các bạn nha. Ok, cả ba cái máy này thì cũng đều có những cái tính năng cao cấp nhất định. Ví dụ như là vân tay nhúng bên trong màn hình này. Ví dụ như là tiêu chuẩn kháng nước nhẹ. Con này thì có hẳn IP67 là ngâm được luôn. Còn hai cái máy còn lại thì chỉ là IP53 thôi. Rồi chúng ta cũng có loa stereo mang lại trải nghiệm cũng ổn. Rồi những cái dịch vụ về sau bán hàng ấy, thì ví dụ như cái này có Galaxy Gift này, cái này có My Oppo này, và Xiaomi thì lại có một cộng đồng gọi là Xiaomi Mi Fan cực lớn tại Việt Nam để hỗ trợ nhau các thứ. Đó, vậy thì các bạn thích chị thoải nào hơn? Cá nhân mình đánh giá thì với Xiaomi 13 Lite, các bạn thích một cái điện thoại nó phải đẹp, mỏng manh, cầm thích, cầm sướng, rồi hiệu năng cao, camera đủ tốt, và quan trọng là phải chấp nhận được cái vụ đây. Không hiểu sao để quả dual camera selfie nhìn buồn cười quá. Thì rõ ràng đây là một cái điện thoại rất là thú vị, rất là ok. Bạn nào mà thích một cái điện thoại cũng cho trải nghiệm tương tự như con Xiaomi 13 Lite về thiết kế, về sự chảnh chọe, về sự sexy, về sự đẹp của nó. Và quan trọng là các bạn lại thích một cái camera để mà chụp chân dung cho nó ảo diệu, cho nó đẹp, và chụp selfie cho nó thật sự là cực kỳ đỉnh, thì rõ ràng là Oppo Reno 8T 5G là ok. Nhưng là phải chấp nhận cái yếu tố đấy là hiệu năng thì nó hơi kém,
và camera khi mà quay video thì thật sự là nó không ngon. Ở đây ấy, cái chiếc điện thoại cân bằng nhất thì có thể nói nó lại là Galaxy A54 5G, khi mà nó vừa là cái điện thoại rõ ràng là không phải là đẹp nhất, nhưng mà cái thiết kế này thì nó lại là trường tồn. Hiệu năng không phải là mạnh mẽ nhất nhưng nó cũng đạt cải thiện lên rất là nhiều. Exynos 1380 cũng đã tốt hơn, pin thì cũng đủ trâu, sạc thì chậm, nhưng bù lại nó lại có cái vụ kháng nước chuẩn IP67, thế nên các bạn có thể tự tin sử dụng nó trong rất nhiều môi trường khác nhau. Vậy các bạn chọn chiếc điện thoại nào? Comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.